好，我们走了。忙完就啦。那个包，那个包裹的很多，自己去吧。忙完就啊。 Lan xin chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về với kênh Vương Lan cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Thì qua những ngày áp lực á, Lan với bộ sinh quyết định đi về Việt Nam. Một là về để lo cho việc buôn bán, hai là để xem nhà cửa cất như thế nào, còn ba nữa là để cho bà nội Tiêu Huệ ổn định tinh thần. Và cuối video á thì Lan với Bảo Sinh chia sẻ một tí vấn đề. Rất là nhiều ông bà cô chú anh chị á bảo Lan á là mượn tiền của bà nội Tiêu Huệ làm vốn này kia. Thì hôm nay sẵn qua video này thì Vương Lan á sẽ tâm sự lại hết tất cả mọi sự tình. Cả nhà muốn biết sự thật như thế nào thì cuối video Bảo Sinh á cũng có vài lời. Bây giờ thì trước tiên á, ông bà cô chú anh chị cùng đi với Vương Lan xuống dưới Quảng Tây để tìm hiểu từ ở Hồ Bắc mà đi tới Quảng Tây để về Việt Nam. Cái chặng đường á có dài hay không, đi khoảng bao nhiêu ngày. Thì bây giờ mời ông bà cô chú anh chị á cùng theo dõi video của gia đình Lan nha. Anh ấy là anh ấy là diễn viên chính. Diễn viên chính của Lan. Giờ đi vô đây coi là có vé để đi qua đi Nam Ninh. Ê, có vé qua Nam Ninh kìa Lầu Cúng. Đáng lĩnh. Trời ơi, 10:54. Nhìn thế nào? Khán hả? Nhìn sao mãi cho mơ phía à? Khán hả từ mơ mẹ. Giờ dù phía tay phố. Khán hả phía à? Nó mà, nhìn sao nó mà tôi rồi chứ quay mẹ quay sửa. Chứ quay sửa cả khu mà. Lan á là người nước ngoài ở bên này nên là mình muốn đi mua vé, muốn đi đâu á thì ở đây nè, người ta có một cái chỗ để xét vé cho mình. Xét vé xong, coi visa của mình xong á thì người ta mới cho mình đi vào. Ở bên Trung Quốc á, thì đâu đâu cũng là công an. Ở trong những cái bến xe lớn như thế này á, thì công an rất là nhiều luôn. Mình đi tới đâu á, thì người ta cũng xét giấy tờ. Ở bên Trung Quốc này á, thì an ninh họ kiểm rất là chặt chẽ. Bây giờ hai vợ chồng Lan mua vé xong rồi, mình đi vào đây để đợi mà lên xe. Hôm nay Lan với Bảo Sinh sẽ đi tàu lửa. 12 giờ mới đi vào một cô chú 12 giờ Trung Quốc thì nó sẽ rơi vào tầm 11 giờ Việt Nam. Đa số nha. Cũng rau mè. Tôi không thể ăn mè đâu. Đa số thì không thể ăn mè đâu. Đa số tôi chỉ ăn rồi. Tôi chỉ ăn mè thì không thể ăn. Dạ. Mè cũng không lạ. Cái gì vậy? Ngũ trang ủy. Mỗi ngày thơ thơ thơ. Ừ. Dạ. Mè bò cũng được ăn. Vì mình mua được quả từ mè bò. 哦，还有什么不？还有瓶矿泉水，两包小纸巾，把纸巾不够用。Giờ đây là hành trình của Lan đó ông bà cô chú. Đây là lương thực của Lan khi mà ở trên xe lửa. Chờ mấy tiếng đồng hồ á, bây giờ cuối cùng á thì cũng được lên xe. Đây á là cái bến xe lửa lớn nhất ở Vũ Hán. Ở Vũ Hán này á thì nó có ba cái bến xe lớn như là U Trang nè, ở Hán Khẩu với lại một cái bến tàu cao tốc là Vũ Hán. Cái này tôi biết rồi. Ai sẽ biết cái này tôi biết rồi. Hả? Lão mấy người này, đây là người khác ngủ quá.
là cứ tưởng đâu đó là có người chọn. Người ta ngủ quá một chút. Tối nay chắc là sẽ lạnh nha. Tại vì là Larry là không có đêm mền nè. Ngủ hết một đêm nay, xong rồi là sáng ngày mai ta một ngày nữa, rồi tới 8 giờ là mới tới Quảng Tây. Ông bà cô chú cảm thấy sai không ạ? À? Từ ở chỗ của Lan á đi xuống tới Quảng Tây á là 1000 mấy cây số không bà cô chú? Rồi con mấy giờ bay rồi? Mấy giờ đi cơ? Tha rồi rồi đi. Bây giờ coi chưa? Lan đã tới với xe Nam Ninh Rộng mà cô chú. Lão công. Thôi, xin chào tạm biệt chú. Đi ca. Có thể ngoài ra 12 điểm chúng tôi sẽ tới chương trình chiến đấu là hạt khởi vậy. Ngoài ra chế ra là tôi sẽ hả? Cuối cùng thì ngồi từ ở Vũ Hán tới ở Quảng Tây này là hết 17 tiếng. Tính ra thì đi chậm hơn máy bay, nhưng mà nó rẻ hơn máy bay đó mà cô chú. Một vé xe tàu như thế này thì chỉ có 170 đồng, 600 ngàn một vé từ Hồ Bắc đi xuống tới Quảng Tây. Đây là Quảng Tây ông bà cô chú, cũng giống như ở Việt Nam vậy đó. Ở đây thì người ta cũng kiểu như là cũng bắt cho mình bắt xe này kia, cũng không khác gì Việt Nam cho lắm. Bây giờ thì tụi em đang đi đường hầm, đi cái đường hầm này để qua bên kia kiếm nhà nghỉ lại nghỉ, rồi ngày mai đi tiếp. Dưới này là mình người ta đang đi xuống dưới tàu điện ngầm, còn ở bên đây là Lan đang lội bộ qua phía bên đường bên kia. Họ làm lớn ghê luôn. Đây là thành phố Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Như ở dưới hầm đất mà nó như một cái siêu thị vậy ông cô chú ạ. Chơi sao thì chơi sao chứ gì vậy? Hả? Những ai chụp lại bên dưới kia? Ra hậu chưa nè? Chưa rồi. Hả? Cơm Nhật Bản. Thì Lan đi coi con có món gì ăn. Ôi trời, cái gì đẹp dữ vậy nè. Wow. Sầu siêu. Giống như là một cái siêu thị ở dưới lòng đất. Wow. Đẹp quá không bà cô chú. Sao mình được quá. Bây giờ đi lên ở dưới đầu, đi lên tầng. Ủa sao dơ rồi? Chết liền mà. Tông à. Cuối cùng cũng ra được rồi. Ở Quảng Tây á thì người ta xài xe máy điện rất là nhiều luôn nè. Ở đây á thì khẩu vị ăn uống rất là giống Việt Nam mình.
Ở đây á là do người Việt Nam của mình qua lại rất là đông, nên là người Quảng Tây á, người ta nghe cái giọng mình á, người ta biết mình là người ở đâu liền à. Đây á chính là thành phố Nam Ninh, thuộc thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Hello, xin chào mọi người. Chào cả nhà đã quay về. Chào cả nhà. Với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc nha. Thì hôm nay hai vợ chồng Lan Cười cũng trải qua những ngày sóng gió. Thì cuối cùng thì hai vợ chồng đã về đến Việt Nam rồi không mọi cô chú. Thì hôm giờ thì mọi chuyện nó xảy ra đối với Lan thì cũng rất là bất ngờ. Nói chung là chuyện đó tại vì là Lan cũng không biết là lý do gì á, mà cái sự việc đó là Lan cất nhở ở Việt Nam lại lọt vào tai mẹ. Hôm nay thì bố xin lên đây để tâm sự với ông bà cô chú lý do hôm giờ gia đình lại có nhiều xung đột và lý do tại sao mà anh ấy lại cùng Lan về Việt Nam.今天我跟我老婆现在到越南这边来了，因为中国那边现在太乱了，压力又大，现在事也不好搞。你看我们那酒店都差不多关门了，又开了个新的竞争力太大了。中国压力大，然后我们这几天老在家里，家里怎么说的？我们在家里也不开心，妈妈看到我们都没上班，也没有钱。 在我老婆，这哪这几天妈妈不这么发脾气呢？她心情不好，你想到我们几个人都在家里都吃饭，没有人做事啊，是不是？老在家里我又没上班，在这边做房子，那她知道啊。就是别人说，你跟你妈把钱给我，很多钱。 那这个事有没有啊？没有啊，怎么可能呢？哪里很多钱呢？哪有钱呢？怎么给的钱呢？没给钱呢？你自己他们你看得到啊？要有钱我们哪是这样货？那不货总是停的嘛呀？现在货老是有货，供应不应，没看到吗？我们这都是一批压一批的，货这样走没有。再加上我们自己在这里做房子，妈妈也是妈妈不知道哪个说的听到的。 Thì những sự việc vừa qua Lan với Bảo Sinh đã chia sẻ ở đây rồi. Nói chung là Lan cũng không có trách bà nội Tiểu Huệ. Mẹ chồng nào mà không dạy khi mà thấy con dâu mình cất nhà này kia lo cho con riêng. Lan đã biết trước được điều này nên là Lan cũng không có nói gì. Lọt vào tay của bà nội Tiểu Huệ và bà nội Tiểu Huệ rất là tức giận luôn. Thì thật ra thì có rất là nhiều những cái lời đồn là nói là Lan là lấy tiền của bà nội Tiểu Huệ ra làm vốn này kia. Thì thật sự là không có chuyện đó nha mọi cô chú. Tất cả là tiền của Lan, bởi vì là nếu như mà có tiền từ bà nội Tiểu Huệ giúp đỡ thì hàng hóa của Lan nó sẽ không có đứt đoạn như thế, mà nó luôn lúc nào cũng có hàng đi bán cho mọi người. Còn hiện tại thì hàng của Lan là nó đứt đoạn nha. Bây giờ thì Lan lấy theo cái là từng lô chứ không có tiền để lấy nhiều đó. Như chiếc hàng này về đi thì bán cái chiếc hàng này, Lan lấy là thì chiếc hàng khác về thì Lan sẽ lấy cái chiếc hàng này, Lan lấy thêm cái chiếc hàng khác, nó như vậy đó. Nếu như mà bà nội Tiểu Huệ giúp đỡ thì công việc của Lan nó sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm, chứ nó không có như gì á. Nên là ông bà cô chú nghe những lời đồn thì cả nhà mình á cũng đừng tin, tại vì là người ta không có ở trong gia đình của Lan, người ta sẽ không biết được về gì. Người ta không ở trong gia đình của Lan, người ta sẽ không có biết được chuyện gia đình của Lan đâu. Nói chung là lúc xưa tới giờ thì có câu là ở trong trăng thì mới biết trăng có rộng, đúng không bà cô chú? Bởi vì là chuyện của người nào thì người đó tự biết. Hôm giờ thì thật sự thì Lan cũng rất là áp lực. Và hiện tại thì Phổ Sinh quyết định là đi theo Lan đó. Lúc trước có một cái tháng Tết, Lan có mượn tiền của bà nội Tiểu Huệ để lấy hàng. Thì lần đó Lan lấy được nhiều hàng lắm để bán. Nhưng vừa qua Tết bán vừa xong là Bảo Sinh bắt Lan là phải trả lại cho bà nội Tiểu Huệ liền.
Lan trả lại xong á, thì từ đó tới bây giờ Lan có thiếu tiền đi á, Lan cũng không có mượn tiền của bà nội Tiêu Huệ làm vốn nữa. Lần đó là Lan tưởng là mình đã ngưng cái chuyện bán hàng này luôn rồi, vì nào là mẹ bệnh nè, nào là chị gái mượn tiền, nên là lúc đó đó Lan bị đứt vốn một thời gian. Lúc đó thì Lan nhờ là mình lên order hàng về cho mọi người, và từ từ á thì Lan cũng gom lại được ít tiền để mình lấy hàng lại. Nói ra thì Lan uất ức lắm ông bà cô chú, Lan cứ bắt là bảo xin đó là phải nói sự thật đi, phải nói sự thật cho cả nhà nghe đi. Vậy thôi, video của Vô Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video và cả nhà đã quan tâm đồng hành với Lan trong suốt thời gian qua. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.